Hoan hỉ chào đón quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, bằng việc tìm hiểu sao chiếu mạng về vận hạn, bạn sẽ biết được tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 trong năm 2023 này như thế nào. Từ đó quý vị sẽ có được kế hoạch để tránh những điều xui xẻo, giảm bớt vận hạn xấu của mình và tăng cường những điều tốt lành trong cuộc sống. Xem tử vi cho tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong năm 2023 này cho biết, năm nay vận hạn của quý vị phất lên như diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo đến. Trong phần luận giải ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi về vận hạn của những người tuổi Quý Tỵ để biết được tại sao trong năm nay họ lại có được những may mắn và thành công như vậy. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng trong năm 2023. Năm 2023 mang lại khá nhiều niềm vui cho người sinh năm Quý Tỵ, nữ mạng trên nhiều phương diện. Có điều người sinh năm này cần chú ý đến phương diện sức khỏe của mình hơn. Đồ ăn nên chọn các loại thực phẩm sạch, cách chế biến thanh đạm, ít dầu mỡ, nên ăn nhiều bữa trong ngày nhưng mỗi bữa không nên ăn quá nhiều. Cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức, phương pháp rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Bản mệnh tuổi đã cao cần có sự quan tâm bầu bạn của con cái. Tuy nhiên không nên quản lý hay yêu cầu con cái quá chặt chẽ, hãy suy nghĩ thoáng hơn, khi có việc gì thì không nên giấu trong lòng mà nên chú ý tâm sự, chia sẻ với người nhà nhiều hơn. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Bạch, vận hạn là Thiên La, hạn tam tai, gia chủ Quý Tỵ, nữ mạng không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, không phạm hoàng ốc, hạn hoàng ốc, không phạm hoàng ốc. Kim lâu rơi vào hạn kim lâu xúc, hạn này kỳ thị chăn nuôi gia súc. Tuy đây là vận hạn không liên quan trực tiếp tới con người nhưng gây họa đến gia súc, làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Về địa chi, Tỵ gặp Mão bình hòa, ý chỉ cuộc sống khá nhàn hạ, không phải toan tính mưu sinh nhiều. Xét về mối quan hệ thiên can, Quý âm thủy gặp Quý âm thủy là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm nay, những người tuổi Quý Tỵ cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình, cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 cần chú ý tháng Quý Hợi, tháng 10 âm lịch, từ ngày 13 tháng 11 đến 12 tháng 12 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Tỵ. Vào những ngày này, gia chủ hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đậu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Quý Tỵ sinh năm 1953 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn về tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng sao giải hạn Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, 5 và 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hóa giải, thời gian cúng sao giải hạn Thái Bạch vào 18 đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Để giải hạn được sao Thái Bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Bài vị dùng sớ viết trên giấy màu trắng, Tây phương canh tân kim đức Thái Bạch tinh quân vị tiền, lại về hướng Tây vào lúc 18 đến 20 giờ. Qua 20 giờ đêm bài vị nào nhà bếp đốt nhật.
Qua 20 giờ đêm, bài vị vào nhà bếp đốt là được, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm này, mệnh chủ nên tránh hoặc là dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc phong thủy của người này là màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy. Dùng người thì nên thận trọng, chớ tin người thái quá. Những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng, năm nay gặp hạn thiên la. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Gia chủ có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Về sức khỏe, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó, hãy kết hợp với rèn luyện thể dục, thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Về tâm lý, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái. Luận tử vi Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân bên gia đình, gia chủ tuổi Quý Tỵ tiêu pha tiền bạc nhiều trong tháng này, cần chú ý những khoản chi tiêu không cần thiết. Tháng 2, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán của con cháu không được tốt như mong muốn, có người phá hoại. Tháng 3, đây là tháng trong họ hàng của gia chủ có tin về việc thêm người thêm của. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng này không được tốt, chủ yếu là các bệnh về xương khớp, máu huyết. Tháng 5, sức khỏe của gia chủ Quý Tỵ trong tháng này không tốt. Tháng 6, tháng có nhiều buồn phiền và tâm tư. Tháng 7, trong tháng này, gia chủ Quý Tỵ có sự tiêu pha về tiền bạc nhiều, ngoài ra nên lưu ý có thể mất mát nhiều tiền bạc và của cải. Tháng 8, công việc của con cháu gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Tháng 9, đây là tháng người tuổi Quý Tỵ gia chủ đón nhiều tin vui về việc hỷ tín, cưới xin trong gia đạo. Tháng 10, trong gia đạo của gia chủ trong tháng, 10 mối quan hệ tình cảm của các thành viên không tốt, ngoài ra cẩn thận di chuyển, xe cộ. Tháng 11, tháng này gia chủ có những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với người xung quanh, anh em, bạn bè, khó giải quyết. Tháng 12, trong tháng cuối năm, gia chủ tuổi Quý Tỵ gặp nhiều điều may mắn nên công việc cái gì cũng được lợi, bên cạnh đó chú ý đến lời ăn tiếng nói. Tổng kết tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, vận khí thuận hòa nhiều bề nên cuộc sống của nữ mạng Quý Tỵ 1953 không có gì phải lo lắng trong năm 2023. Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều được con cháu đứng ra lo liệu, bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm. Cuộc sống diễn ra bình ổn, các phương diện đều tốt đẹp, con giáp này cũng hài lòng với việc ở đằng sau ủng hộ và đỡ đần con cái trong việc chăm nom cháu chắt, tinh thần nhờ vậy cũng được cải thiện tích cực. Về tài chính, người tuổi này có nguồn tài chính rất vững vàng trong năm 2023. Đó không chỉ nhiều khoản tích lũy từ khi còn trẻ hay khoản hưu trí, mà còn nhiều tính tiết kiệm của bản mệnh nên tiền bạc không phải lo. Bạn không chỉ tự lo cho bản thân và bạn đời mà còn có thể đỡ đần cho con cháu khi cần. Đời sống tuổi già vẫn khá thoải mái. Tuy nhiên, nếu có ý định mua bán đồ có giá trị, bạn nên trao đổi với gia đình để tránh bị lừa lọc, mất tiền oan. Về sức khỏe, năm Quý Mão 2023, bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan, cần thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái, tinh thần để lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng. Về tình cảm gia đạo,
Tử vi tuổi Quý Tỵ năm 2023 nữ mạng cho thấy, cuộc sống tràn ngập niềm vui không xuất phát từ bạn đời mà xuất phát từ con cháu. Mọi việc trong nhà đều được con cháu đứng ra đảm nhiệm nên bạn không phải lao tâm, khổ tứ. Người tuổi này giờ vậy có thể an tâm cùng bạn đời tận hưởng thời gian quây quần bên con cháu. Người độc thân nên dành thời gian quây quần bên người thân để không suy nghĩ luẩn quẩn. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Quý Tỵ trong năm 2023 Quý Mão, phần luận giải hết sức đầy đủ chi tiết cho tuổi Quý Tỵ, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!